cái đó cũng hết rồi, hết cũng tạm hết ý rồi. ha. Khi họ nhận được cái passport là họ phải đi qua cái citizenship, họ phải có là 5 năm ở nước Mỹ này, khi đó họ mới đủ để Đó là mà chính apply trị. qua citizenship. Nếu họ trở Đó ngại là một an công ty toàn. nào mà về ra hành sự đó, họ không được apply vào cái chương trình này, họ sẽ từ chối. Đó, khi anh apply qua cái citizenship, anh phải học 100 câu căn bản để anh biết được cái luật ở trong 100 câu đó. Đó là cái câu anh căn bản đó nhé. Thế chưa nói về coi như là ra cái từng cái ý của là cái là một câu nữa. Nhưng mà họ chỉ hỏi trong vòng vòng đó thôi. Rồi đến khi á mình á là coi như là thi gọi là writing test á, là mình viết sao lại viết gọi là speech test, là oral test á, là họ hỏi mình, ví dụ họ đặt ra câu ở đây là viết xuống á là the White House of the United States, viết xuống, mình viết xuống, là khi đó phải đưa cái đó lên họ thâu lại, bắt đầu họ phải thấy ai viết đúng họ mới cho là cái citizenship. Không biết Cali sao, nhưng mà tôi thi tại Hawaii á, là lúc đó là phải tôi ra Hawaii tôi thi là để mà bảo lãnh cái con đầu tôi á, vì tôi đi tôi bỏ ăn lại. Thành ra coi như là những cái luật lệ á của là cái thi là điều cầm vững trong tay. Ở bên Cali cũng Thì vậy khi thôi. ok thì có đi cùng vậy. Cũng vậy, tức là đầu tiên họ vào, họ thử mình có nghe được không, có hiểu được tiếng Mỹ không, thì họ hỏi rằng á, họ cầm cái đơn của mình, vậy ông tên là như vậy, thế xong rồi ông đang ở cư ngụ ở cái địa chỉ này, ông có vợ, thế vợ ông tên là gì, Yeah, thế đó đấy, là speaking đó test, là nó thử speaking mình test ấy, là phải thế xong rồi tới là gần cái thường phần thường cuối là cùng, đó là đó đó là cái giai đoạn là dễ rồi. rồi Còn đấy, cái đấy. giai đoạn mà khó, những người mà coi như có cái apply vào ban đầu á là anh writing test, là có nghĩa Không là không cái câu có có không phải không? cái right đó là cuối cùng á, khi mà nó được qua rồi, nó biết mình hiểu rồi đó, thì ông hỏi rằng bây giờ đó ông viết cho tôi một chữ, thí dụ như vậy, trường hợp của tôi này, tôi là cha, tôi có vợ và là cha của hai đứa con đấy, thì là mình viết ra như vậy, I have a wife and have a two children, ok, thì coi Tức như là đó mình coi như mình thông qua được rồi, khi mà mình nó bắt mình viết một chữ đó có nghĩa rằng á mình thấy rằng mình sắp sửa được cái là đậu xong rồi. Còn có những người khi mà họ hỏi đó, khi họ hỏi cái lý lịch mình xong rồi, sau họ bắt đầu hỏi tới tiểu sử nước Mỹ hay lịch sử nước Mỹ, hỏi nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang, ai là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nếu mà mình trả lời suôn sẻ ra một hai câu đầu thì nó là mình là nó sẽ ngưng lại ngay tại chỗ đó, không quá ba câu đâu. Nhưng mà nếu mà mình không suôn sẻ là nó tiếp tục nó hỏi hỏi hỏi, và không, khi mà họ không bảo mình thử viết như vậy đó là mình biết là mình rớt rồi đó. Bên Mỹ nó, ở bên Cali nó như vậy đó, Ok, thì coi như nó cũng là coi như cũng dùng dụng như giống Hawaii giống thôi, nhau. chắc coi như cái gì, ok, dùng dụng thôi. Thì bây giờ khi mà họ nhận được cái citizenship rồi á, thì họ phải apply một cái passport để mà họ đi là ra khỏi nước và đi cái chỗ nào họ muốn. Đưa ra cái passport rất là hãnh diện, là người Mỹ nói là ông này là công dân Mỹ rồi, và tất cả thế giới đây họ cầm cái passport của người Mỹ, họ tôn kính cái người mà có cái passport lắm. Nhưng mà vả lại cái loại người mà gọi là bồi bạc á, họ dùng cái passport này họ trở lại á, họ phỉ báng cái đất nước Mỹ này. À, thế bây giờ mới hiểu ý Bình em muốn nói gì. Bằng cái lời nói, bằng những cái hành động họ làm, bây giờ họ đang làm đấy. Thì họ đã cũng đã từng phản ở cái phỉ báng đất nước Việt Nam của họ rồi. Cái đó là khi họ bước ra khỏi cái Việt Nam rồi, là đó là họ không quay lại cái đất nước Việt Nam. Mà trong đất nước Việt Nam của họ, họ có ai? Tối thiểu nhất là họ có ba con và bạn bè.
cho dù họ đưa cái thân nhân bà con ấy, anh em của cha mẹ của họ đi thế đi, nhưng mà ít nhất họ có lại những cái kỷ niệm của tuổi thơ ở đó, là bạn bè và bà con. Nhưng họ quên cái điều này đi, họ là một người là có gì bồi bạc, nó bồi bạc từ trong nước và ra hải ngoại đó. Bây giờ họ cầm trên tay một cái passport, họ đi ngưng ngang ở trên thế giới này, họ quay lại họ cũng chửi ông Donald Trump, vì ông Donald Trump làm cho họ bị mất đi những cái phúc lợi, những cái đồng tiền nhỏ nhỏ thôi mà họ ăn tràn ngập cả mấy chục năm ấy rồi. Mấy bây giờ cắt những cái chỗ mà coi như là chút đỉnh thôi mà họ lại chửi ông Trump như vậy, ông Donald Trump rồi. Đó, như vậy là anh có nghĩ là những cái bồi bạc không? Tôi đang chửi những cái loại người mà bồi bạc, chứ không phải là tôi nói chửi tập trung này quý vị. Tôi không chửi, vì tôi đâu có học từ trường chửi thôi, mẹ cha mẹ tôi đâu có dạy chửi đâu. Nhưng mà tôi nói để cho có những cái loại người này họ bắn cái loại tai để nghe, để họ hiểu được họ đang làm gì. Họ nói á, đồng minh phản bội. Cái người đồng minh phản bội tại sao phải đi ở vì đất nước đồng minh? Lúc đó quý vị từ chối đi, mới là phản bội thôi, bây giờ cần gì phải qua Mỹ, được qua đây hưởng những cái phúc lợi mà họ là có là hơn ai hết á, họ là hơn những cái các thương nhân nữa, có nhiều cái phúc lợi tức là coi như là hơn ai hết đó không ạ? Đúng. Mà họ không có gì cảm ơn cái đất Mỹ đây cho họ cái đời sống con cháu của họ và cái lòng là yêu thương của là cái người Mỹ và đất nước Mỹ này. Người Mỹ này rất tốt. Khi tôi qua Mỹ á, tôi nói lên tiếng Anh cũng là coi là tầm tạm, vì hồi đó tôi qua trại tôi học rồi. Vì tôi nói là tôi nhận thức điều là coi như là mình phải học, vì mình mà muốn đi một cái đất nước nào mình phải học là tiếng Anh đầu tiên. Là khi đã tôi qua nói xì sao nhiều, tôi cứ cầm cái cuốn từ điển nhỏ nhỏ như vậy bóng tuổi hoài, tôi hỏi người nói người Mỹ người không hiểu á, là tôi viết ra này cái cuốn sách đấy tôi đưa cho họ, hoặc là họ nói tôi không hiểu là họ sẽ viết cái này cuốn bút ra là tôi viết tra từ điển. Không phải như bây giờ mà coi như nói rằng I want to go home cái nó dịch ra tiếng Việt liền đâu. Quý vị đã biết cái mà ở trong cái Google mà nói là từ tiếng Anh qua tiếng Việt không cần viết nữa, anh gọi người hỏi thôi. Quý vị đã hiểu cái này chưa? Sau đây tôi sẽ giải thích. Chỉ cần cái cầm cái iPhone này hỏi là I want to go home là nó dịch ra tiếng Việt liền. Tôi muốn về nhà. Hay là quý vị á, bỏ qua tiếng Việt mà transfer tiếng Anh này. Đấy là tôi muốn về nhà, mà chuyển qua tiếng Anh đi. Chứ không phải hồi xưa mà tôi học một cái bằng cái cuốn từ điển nó coi như là phải tra tốn bao nhiêu thời gian. Cái công nghệ bây giờ rất là công nghệ. Thành đã quay những cái người mà phản bội cái đất nước bên này. Tôi đang nói những người mà phản bội là quý vị á, là sống trên cái đất Mỹ này, quý vị đừng có tham lam đâu. Đủ rồi. Quý vị đừng có tham lam dùng những cái đồng tiền này thừa tại. Quý vị đi về Việt Nam cầm cái passport, tôi là người công dân Mỹ, quý vị xài tiền là quý vị hành diện vậy. Rồi quý vị trở lại đất Mỹ đây moi mọt những cái đồng tiền của người Mỹ và đất Mỹ. Quý vị có đáng để coi như mà xưng danh lên một người mà coi như là vì tổ quốc đất Mỹ không? Đáng nói lên một cái điều mà coi quý vị đó là xưng danh lên là một người là coi như Việt Nam không? Mà yêu quê hương không? Ông chỉ nói rất là rõ ra, quý vị yêu quê hương, thương đất nước, quý vị ngầm cái miền lại. Vì coi như cứ nói tao lao thật bực á, sau này tôi sẽ nói cái chuyện là ai ác cái ai là mấy cái người mà ác cái dân hèn cái dập nữa. Lần lần tôi sẽ nói cho quý vị á để biết á,
ai là cái người hèn và người ác nữa. Bây giờ nói về cái passport với con người bội bạc đó. Rồi sắp đến đây tôi sẽ nói là một cái người là sĩ quan quân đội Việt Nam mà mắc dạy với một cái ông cha vợ là Việt Nam Cộng sản. Tại sao như vậy? Mất dạy với ông hay ra lấy con gái ông làm chi vậy? Nó cái chuyện đấy nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà coi như mình đặt cái đề tài nhá cho người ta chủ tị vào cái tuần sau. Đó, chưa mình nói ra coi như nó chưa phải cái đề tài bây giờ đó. Bây giờ tôi đang nói là cái passport với con người ngồi bạn. Quý vị cấp cái passport, tại sao quý vị cũng cảm ơn cái đất Mỹ đấy đi? Quý vị đã cảm ơn chưa? Quý vị chưa cảm ơn. Rồi tôi hỏi quý vị á, một người mà sĩ quan quân đội Việt Nam cấp tá cấp tướng đem qua đây, rồi cái thằng mà quay đi vô cá bôi là sĩ kem ma túy trong cái băng đảng có không? Chỉ cho cái tên nào đó. Anh không có thấy là coi như cái cấp sĩ quan quân đội Việt Nam coi như có những cái đứa con nằm trong băng đảng không? Có chứ. Có chứ. Tôi nói thiệt quý vị lấy tiếng thôi, tôi chỉ lên tại chỗ lên. Tôi cho quý vị là coi như thấy là coi như một cái sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa cấp tá đàng hoàng, cấp tướng đàng hoàng. Chứ không phải là sĩ quan là cấp ủy đâu. Mà có cái thằng côn đồ ở trong coi như băng đảng nữa. Cờ bạc hút sạch. Vậy quý vị nói ai nghe? Gia đình quý vị chưa làm được cái thằng trách nhiệm mà quý vị nói chuyện với xã hội, với là bây đất nước. Anh có đồng ý tôi như vậy không anh không? Đồng ý chứ. Tại vì chính lúc đó đó, chính con của các ông mà có quyền có thế mới làm du đảng. Bởi vậy thành ra khi đúng, mà... Tôi không nói là ở cái thể Việt Nam mà. Nó là qua Mỹ thôi á. Ờ, qua Mỹ cũng có chứ, vẫn có. cái thành phần mà có Mỹ HO á, họ đưa những đứa con qua đây coi như là không học được. Vì tiếng Anh là phải là bắt đầu từ lại. Để bắt đầu vô là high school á, học rồi bắt đầu nhập vào cái băng đảng, băng sĩ ké thực hiện. Đây, đây này, một ông chủ tịch cộng đồng dưới San Diego đi đi thi làm đơn mà không được đi thi quốc tịch Mỹ, cho tới một ngày nào ông làm đơn ông khiếu nại, đưa luật sư khiếu nại và tại sao tôi làm đơn lâu quá mà không được mời đi phỏng vấn, thì mới loại ra cái thằng con rể ông là chúa đảng một cái băng chuyên môn đi ăn cắp xe hơi đấy. Thì lúc đó đó, thì lúc đó ông mới bắt đầu mới biết lý do, và ông kể chuyện rằng là con gái ông bỏ nhà đi theo cái thằng đó chứ ông chưa bao giờ có làm đám cưới, thành ra nó đâu có liên quan gì tới ông đó. Và lúc đó người ta mới bắt đầu cho ông đi thi quốc tịch đấy. Ông đấy, ở cái chuyện mà tôi nói đây á là tôi nói những người mà có cái con như vậy, chứ tôi không phải là nói những người mà coi không có con nha. Hiểu là mà coi lên mà hỏi là ai như vậy, tôi không nói đâu. Tôi chỉ có yêu cầu những người đó mà có con đó lên hỏi tôi, mà đúng cái tên đó tôi nói liền. Còn những cái thành phần mà cái thời hot của là cái mua nhà mà nhờ đứng tên á, chính cái cháu của tôi kêu tôi bằng cậu á, đứng tên cho là bên coi như bà cô bên vợ á, rồi cái đứng tên cái mua cái nhà 600 ngàn, rồi đến khi mà cái nhà hạ xuống á, bỏ chạy để cho cái giao cái thằng cháu rể với cái con cháu để mà lãnh cái mồi nợ đó. Quý vị á, vừa phải thôi, quý vị ăn á, ăn chung ăn lẻ ăn cái tiền của đất nước Mỹ đây, rồi quý vị đổ trên đầu của con cháu quý vị. Cái đứa cháu tôi kêu tôi bằng cầu đây, nó lãnh cái mồi nợ đó. Lúc đã vợ chồng hẳn bị xung đột, tôi nói thôi con ơi, bây giờ như vậy cô của bên vợ con là chạy như vậy đó này, một là con bạn đồ thảo đi, rồi con mắc tiền nhà băng bao nhiêu á, mình làm mình trả lời được. Chứ bây giờ con mà coi như xung đột á, hẳn đòi đi tìm cái bà nó bắn nó, cái bức xúc của hẳn á. Mà tôi nói con cứ bắn ba nó chết thì con làm được cái gì? Con đi ở tù. Tôi bây giờ thích cái cằn kè
như thế nào để cho coi như cho cái đứa cháu tôi nó được bình yên. Những cái điều của dạ ma của quý vị đó, làm rất là tàn ác lắm. Chỉ cái thu lợi thôi, cái đồng tiền thôi, quý vị chẳng biết là ai là cái người mời cho quý vị ăn quay phê, ăn tàn tật, ăn tiền này tiền nọ, làm tiền bạc dành mua nhà bạc con cháu được tên, đến khi nhà xuống giao hàng chạy. Có phải là bấy nhiêu các vị bồi bạc không? Đấy, có bồi bạc cái đặc biệt lắm. Thành ra tôi đang nói một cái passport với một người bồi bạc như vậy. Có người bồi bạc rất là tệ. Tôi khuyên quý vị trả lại cái sự bình yên cho người dân Việt đi, trả lại cái bình yên cho là bao nhiêu cái cộng đồng của người Việt xa xứ tại nước Mỹ đi. Đừng nữa, đủ rồi, mấy chục năm này đủ rồi. Có một cái nick Hoa Nắng nói rằng ngày càng có nhiều kiều bào yêu nước lên tiếng phản đối bọn cờ vàng chống cộng. Đây là điều mà nhân dân trong nước rất phấn khởi. Cảm ơn các anh. Nếu ai cũng nghĩ được. Hoa Nắng, cái nick kiều Hoa Nắng á, chúng tôi không phản. Tôi không phản là coi như là cái lá cờ nào hết đấy. Đấy là thật lòng của tôi. Tôi không chuẩn một cái lá cờ nào hết đấy. Nhưng mà tôi nói những cái người mà họ nằm trong cái thành phần đó, họ lợi dụng cái lá cờ đó để họ cách biệt đi cái sự đoàn tụ của là cái người mà coi như là xa xứ. Những cái thành phần mà ngồi á ở giữa lá cờ đó toàn những cái thành phần mà nằm trong HCO vậy là chủng cộng thôi. Còn những người mà coi như đoàn tụ hay là vợ chồng hay là coi người vượt biên á, không có ai tới thăm họ ra hết. Đúng. Tại vì cái hồi á, cái chính từ nên hồi mà là, có cái phong trào HO. Cho tôi nói lại, nên Hoa Nắng á, đừng cái hiểu lầm là chống cái lá cờ nào nha. Tôi không đồng ý cái chuyện mà Hoa Nắng nói như vậy. Cái vấn đề cờ vàng đó, ở đây nó thật sự rằng họ tự họ chết chứ không phải ai bắt họ chết nữa. Tại vì bây giờ đó, họ biểu tình không có. Và cái số người nó càng ngày càng teo đi. Để mới đây nữa đó, ở Nam Cali là coi như 6 tháng nay là không có rồi, rất là bình yên. Đi ra ngoài đường rất là thoải mái, không còn thấy là hô hào. Nhiều khi cảm thấy rằng mình nhục với lại người bản xứ đây. Tại sao những người Đại Hàn, những người Trung Quốc, những người rất là cũng có thuộc về đất nước mà họ, đất nước họ cũng có cộng sản mà họ đâu có làm giống như mình. Ông Tập Cẩm Bình hôm qua đấy đó, có ai mà đi biểu tình đâu, chỉ tự nhiên mình đi vác cái lá cờ vàng mình đi mình chống, cái chuyện rất là vô lý. Thành ra cái lá cờ nó tự nhiên nó mình làm cho nó mất cái giá trị của nó đi, chuyện gì cũng mang cái lá cờ đấy chạy xuống rồi cái gì cũng cái, anh không cái là cái giá trị á, tôi không đặt với cái giá trị, nhưng mà tôi đặt cái chỗ á là cái người dân Việt Nam mình xa xử xa đi cái tình cảm của người mà xa xứ. Đúng ra không có lá cờ đó, họ ngồi lại họ chia sẻ những cái buồn vui, những cái gì mà coi như họ có. Để cộng đồng Việt Nam này á, là cái lớp trẻ họ đưa những cái trí khôn, cái trí thức, cái tinh tú nào mà coi họ học được rồi. Là ở đất Mỹ đây họ chia sẻ các anh em, các con cháu của mình. Tôi đang nói cái đó, tôi không nói là cái chủ giá trị. Cái giá trị là cái lá cờ đó không có giá trị bằng là quay cái lá cờ đỏ có sao ha. Rõ ràng như vậy, cả thế giới này họ đâu biết lá cờ đỏ là cái gì hả nói nè. Chú ô. That's a long time ago. Thành ra tôi nói như vậy để cho anh ông biết được tôi nói cái gì thì gì. Tôi không cho là cờ đó là giá trị hay là gì. Giá trị họ nên á, treo ở nhà, họ tưởng nhớ lại những cái ngày mà có những chiến sĩ của họ nằm xuống trên cái lá cờ này. Họ bỏ trong tù cất để làm những cái khi mọi lễ lược của là cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra đời. Họ treo lên, họ làm cái gì, tôi đồng ý. Nhưng họ không được treo một cái cộng đồng, vì cộng đồng là của xã hội. Không
lá cờ đó, ngồi dưới lá cờ đó. No way. Tôi đoán nói như vậy, anh không cần phải là tôi đoán cái giá trị của lá cờ. Đó, đấy là cái điều chia sẻ cho mọi người là sống ở Mỹ đây, nhất là Mỹ đây. Và tôi hy vọng rằng nếu cái đài KBC hải ngoại có ở từ Úc, Pháp hay là vân vân chỗ châu Âu á, ở đâu á, nên nhận ra cái ý tôi nói, để chúng ta sửa đổi, chúng ta làm á, một người á, là con xa xỉ tử tế. Ở đây tôi nói cái tử tế là chỗ nào? Các ba có phải nhận được cái tử tế của cái người xa xỉ phải ngồi lại với nhau, gần lại với nhau, cùng chia sẻ niềm vui với nhau, chia sẻ những cái mà khó khăn với nhau. Đó là tử tế, chứ không phải tử tế mà dùng những cái ngôn ngữ xảo quyệt hay là chữ lộn với nhau hay là mắng chửi với nhau. That's impolite, man. Cái chữ impolite trong nước họ, có người họ không hiểu đâu. Cái này là còn phải là mất dạy đó. Bữa nay biết bao nhiêu chục năm á, quý vị nhìn lại cái phố Bồ Sa, cái kinh hoàng phố Bồ Sa đấy. Đại lộ kinh hoàng đó, ở đó nó có cả máu, cả nước mắt và cả là coi như người mà coi như mà ho ở đó được, đúng không anh không? Yeah. Đấy. Thì đó là tôi đang nói á, quý vị đang chia rẽ cái tình thương của người Việt Nam vì cái lá cờ đó mà làm trở ngại tất cả những cái gì mà bây giờ của các em nhỏ sau này. Tôi muốn các vị trở lại cái cộng đồng là coi như ở nước ngoài cho thật sự đi. Chúng ta nói đây là chúng ta không chống ai hết. Đừng nói là tôi ở đây và chúng là coi như là cộng sản hay là coi như là cộng hòa gì đó. Tôi không có chống ai hết á. Đấy là tôi nói sự thật với cái tâm tư của tôi. Còn các vị giảng tôi cái chữ mà nói cộng sản á, nói thiệt với quý vị mà lên á, mà cái chất cộng sản, quý vị phải tốn thời gian cả chục năm, cả hàng chục năm rồi. Quý vị á, từ nông thôn ra đi chân đất, làm cày, đúng không? Trồng rau, trồng cỏ hay là quay trồng lúa. Rồi đến khi quý vị đăng ký vô kiếp nạp đoàn đó, cái đoàn khi đó với chủ, quý vị lên trường đoàn, quý vị trường đoàn mới đó kiếp đạp vô nặng, đảng đó phải đảng của xã là phải làm cái bài bi thư hay là phải như là chủ tịch đã. Rồi quý vị lên huyện, ông Nguyễn Bá Thanh nói với tôi chuyện là ông nằm ngủ thẳng chân lắm, nhưng mà sau khi mà lên cái huyện là ông phải là lo cái này cái nọ. Rồi đến huyện đó bắt đầu lên tỉnh, tỉnh lên trung ương, quý vị tốn bao nhiêu thời gian lên và coi như cầm một cái đảng viên của đảng cộng sản, một cái ghế mà phải tối cao là quan cái đất nước Việt Nam. Quý vị á, nói chuyện vớ vẩn lắm. Cứ đụng đâu cái giảng cho họ cái chữ là coi như cộng sản. Tôi mà làm được cái cộng sản á, cái đảng cộng sản á, quý vị là toi mạc hết. Như là cứ giảng đảng ai là giảng. Còn cái nhân tính của cái người mà coi như làm á, ở trong cái tịch Mỹ đấy, họ làm FBI, CIA, đặc vụ gì đó, hay là quay về cũng vì gọi là cảnh sát mạng gì đó, họ rất là tha thứ, họ tìm những cái loại người mà chính mà có cái tổ chức họ bị bắt được. Chứ quý vị tưởng là quay như ở Mỹ đây là quay như đấy, nó tự do lắm hả? No way. Quý vị thử đấy, nói tao lao thì đấy. Mấy chục phút sau hay một tiếng sau là quay như có FBI để hỏi thăm quý vị đi. Phải không anh không? Đúng như vậy. Thật sự rằng á, là cái vấn đề cái giá trị ấy, cờ vàng thì là nó không có cái giá trị. Với bây giờ nói trên công pháp quốc tế nó không còn một cái giá trị gì hết. Mà đối với người Việt Nam hải ngoại này nó cũng chẳng có một cái giá trị hết. Trừ có những người nào vẫn còn ấp ủ cái lá cờ đó để mà hoài niệm về một cái quá khứ thôi. Đó. Tại vì ngày xưa đó, họ hét ra lửa. Anh không, anh thử cho ai được cái bỏ tên đông, thử vô lại.
Có vẻ anh gần tới COVID đấy. Là tôi nghỉ lúc đấy, là coi như